Xin kính chào quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em ạ. Nay kênh Nhà Đất Em quay và đăng tải lên một lô đất nền thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Một lô góc có hai mặt tiền đường, ngay khu dân cư đông đúc nhá. Tí em sẽ bay, quý anh chị sẽ thấy là một cái khu vực rất đông dân cư. Và đây, cái lô đất hôm nay em quay lên là đây ạ. Có hai mặt tiền đường, tức là mặt đường bản cờ đây ạ. Thuộc lô 2 của quốc lộ 14A. Đây là con đường liên thôn, rộng khoảng cỡ tầm 8 m. Từ vị trí căn nhà và lô đất chúng ta ra tới quốc lộ 14A thì bán kính khoảng cỡ tầm chỉ 50 m đổ lui thôi ạ, 50 m thôi. Và căn nhà và lô đất chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê thì bán kính khoảng 10 cây số và lên tới thành phố thì khoảng 35 cây số đổ lại thôi ạ. Và điều đặc biệt, lô đất chúng ta chỉ cách trường học cấp 1 và khu vực có một cái chợ nhỏ ở đây thì bán kính khoảng 500 m quay đầu thôi. Và ngay ngoài đường quốc lộ 14A là khu dân cư sầm uất buôn bán. Với lô đất này thì chúng ta mua, chúng ta đầu tư, hoặc chúng ta có thể về đây định cư, chúng ta có thể mở xây nhà nghỉ, hoặc là mở quán bán tạp hóa, hoặc là mở bàn pizza, hoặc làm nghề vân vân nhé. Bởi vì đây này, con đường của anh chị thấy đây là con đường thông, khu dân cư ở trong này rất đông đây ạ. Gia chủ đang có nhu cầu bán để giải quyết công nợ trong gia đình, bán với cái giá rất hợp lý nhá. Để em nhắc lại là theo mặt đường đây là 33 m, chiều sâu á đã trừ lộ giới rồi là 14 m. Trong đó có 100 m đất thổ cư cùng một căn nhà cấp 4 đây ạ. Lô góc hai mặt đường nhé. Với căn nhà cấp 4 này thì chúng ta có thể ở tạm thôi nhé. Gồm có một phòng khách, một phòng ngủ và công trình phụ đầy đủ, không thiếu cái gì. Đây ạ. Hiện tại bây giờ gia chủ cũng đang định cư ở đây đây nhé. Theo tầm nhìn của em thì khu vực này chú anh chị nào chúng ta về đây mua, chúng ta ở, chúng ta xây, có thể xây một dãy nhà nghỉ đó, hoặc mở một cái quán cà phê sân vườn đó, thì rất thuận tiện bởi vì ở đây khu dân cư rất đông đúc. Đó, đất đây ạ. Có hai căn nhà luôn đó. Trước đây căn nhà này là gia chủ có làm cho con ở, nhưng mà bây giờ con đi nơi khác làm ăn, nên ra căn nhà này bây giờ là không có người ở, chỉ có ở một bên kia thôi. Đất vuông vức nhá. Đó, quý anh chị thấy quốc lộ 14A xe chạy đó ạ, rất gần với lô đất chúng ta. Nếu từ đầu lô đất chúng ta ra tới quốc lộ 14A thì khoảng 40 m thôi. Và đó, ra tới cái chiếc xe đó là đất của chúng ta chiều ngang 33 m. 100 thổ cư cái giá chỉ có 950 triệu thôi ạ. 950 triệu bao sang tên. Quý anh chị thấy một lô đất rất đẹp bằng khu dân cư đông đúc ở xung quanh đây, em thấy toàn nhà giàu ở đây không ạ? Đó. Chỉ có 950 triệu một lô đất tới 33 mét mặt tiền đường, lô góc hai mặt tiền đường. Khu dân cư đông đúc thế này, quý anh chị nào chúng ta có thể mua đầu tư để dành tiền. Đó thì thời gian sau với lô đất này thì sau này em nghĩ là có tiềm năng, sẽ có giá trị hơn là quý ông bà, quý anh chị chúng ta để tiền vào ngân hàng. Bởi vì thật sự gia chủ rất cần tiền mới đưa ra cái giá này nhé. Đó, quý anh chị thấy đấy ạ. Dân cư đông đúc, đường cái đẹp. Chỉ ngay ra ngoài đường quốc lộ 14A đây là quý anh chị thấy đấy ạ, là khu trung tâm buôn bán rất sầm uất đấy ạ. Cây xăng ở ngay sát lô đất chúng ta, chỉ ra ngoài đường là ngay cây xăng đây. Đó, khu dân cư buôn bán đông đúc thế này đấy ạ. Đây là quốc lộ 14A nhé. Đó, chúng ta chạy sâu vào miếng, từ quốc lộ 14A vào lô đất chỉ khoảng 40-50 m quay đầu thôi. Rồi, bây giờ em sẽ quay lại cam cho quý anh chị quan sát trên không. Chúng ta nếu mà có nhu cầu đúng với tiêu chí của mình thì liên hệ cho em, số điện thoại là 0975 582 442. Em sẽ gửi thông tin nhé và đưa chú ý chị về đây trực tiếp để chúng ta xem đất, rồi gặp chủ nhà để chúng ta còn thương lượng được bao nhiêu, đó là tùy duyên. Hiện tại giờ gia chủ đang đưa ra cái giá để em nhắc lại là 950 triệu bao sang tên, vẫn còn thương lượng nhẹ. Rồi, em xin kết thúc video ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.